đôi môi thắm nồng mà em ưng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông, anh chưa có ai tương lai rộng dài, nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen, biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kè rèm pha. Ôi à, à, à. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông gia. Anh qua thưa ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ rèm pha. Ôi à, à, à. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ tai lỡ mất chồng, biết bao anh đang mơ mộng.